Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ, toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông, làm 37 người chết, 52 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ. Trong đó, đáng kể là vụ va chạm giữa hai xe máy xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa khiến 3 người chết. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ, các địa phương đã kiểm tra, xử lý 15.951 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 17,18 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 62 ô tô, 1.971 xe máy, tức 1.236 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 1.040 trường hợp, 3.429 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, xử lý 230 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 889 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 90 trường hợp, tạm giữ 9 phương tiện. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra, xử lý 159 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 281,2 triệu đồng.